Ông Nguyễn Bạch Nhật mắc căn bệnh hemophilia hay còn gọi là bệnh máu khó đông. Đặc thù của bệnh này là người bệnh phải nằm điều trị trong nhiều năm nên số tiền chi phí điều trị lên tới cả tỷ đồng. Bệnh này là bệnh gọi là sống chung cùng với bệnh tật. Có đợt nhiều nhất là ngày tháng 8 năm ngoái thì là tôi hết hơn 1 tỷ. Từ đầu năm nay thì tôi điều trị mất khoảng chi hơn 900 triệu rồi. Bảo hiểm chi trả cho tôi 100% tiền thuốc, tiền giường các thứ. Ông Nguyễn Bạch Nhật thuộc nhóm đối tượng khó khăn, hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Tính từ năm 2018 đến nay, ông được hưởng bảo hiểm y tế với chi phí cao lên tới 2,37 tỷ đồng. Nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì là rất là tốt cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà không may ta bị bệnh thì đó là một cái gậy để chống đỡ, để cho chúng ta chống, tức là đỡ về nhiều về kinh tế cho gia đình. Còn với bà Nguyễn Thị Ái, tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự là lá bùa hộ mệnh với bệnh nhân điều trị ngoại trú như bà. Nếu không có nó thì hơn 10 năm nay, số tiền thuốc chữa trị cho căn bệnh ung thư máu mãn tính của bà có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Một tháng gần 35 triệu tiền thuốc. Coi là nếu mà không có bảo hiểm y tế rất tốn kém, mà với mấy sức chúng tôi về hưu không có đủ tiền mà mua. Vì đa số các bệnh nhân bệnh máu thì thường là mãn tính, điều trị nhiều đợt, có khi là suốt đời. Nếu mà không có bảo hiểm y tế thì gần như bệnh nhân không có khả năng để mà theo các đợt điều trị. Có nhiều bệnh nhân chi phí, tổng chi phí điều trị trong cả đợt điều trị có thể lên đến 1 tỷ hoặc 2 tỷ đồng trong một đợt điều trị. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 5 năm 2019, có hơn 1.800 lượt khám chữa bệnh nội trú với chi phí từ 200 đến 500 triệu đồng một đợt điều trị. 97 lượt khám chữa bệnh nội trú, chi phí lên đến 500 triệu đồng một đợt điều trị. Trong đó, có 12 bệnh nhân chi phí cho bảo hiểm y tế lên tới 1 tỷ đồng một đợt điều trị.